Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay mình giới thiệu là một dòng máy rửa xe có chỉnh áp đến từ thương hiệu Osaka. Dòng này thời gian qua tại cửa hàng Máy Xây Dựng Minh Châu bán rất là chạy, cho nên mình giới thiệu đến mọi người lên kênh để tham khảo. Đây, dòng này có công nghệ Nhật. Đây, Tokyo, Japan. Và mình giới thiệu luôn thông số cho mọi người nhé. Đây, công suất là 2800W và khả năng nén áp là 15 MPa tối đa. Và khả năng bơm là 10 lít trên 1 phút. Và bơm được nước nóng là 60 độ C. Sử dụng điện là 220V 50Hz. Đó, rất là ok rồi đúng không? Dây thì dài đến 15m mọi người. Đây. Và bảo hành 12 tháng chính hãng. Đây là con máy của chúng ta. Thấy chưa? Một màu đen rất là mạnh mẽ luôn. Nhưng mà vẫn được thiết kế nhỏ gọn, nhìn đó, gọn nhẹ, có tay sách, rất là dễ thương. Đấy. Máy thì được đi kèm là một dây và khớp nối nước vào và một đầu lọc rác. Và đây là thêm một đầu lọc rác ở đây. Cây nối dài, bình phun bọt tuyết và một súng. Súng cũng được tích hợp đầu phun linh hoạt nha mọi người. Có thể sử dụng để tưới cây hay là hạ áp xuống và tưới cây được luôn. Đây vì đây là nó có dòng có chỉnh áp. Đây, dây của chúng ta dài 15m nha. Dây này là bố ba lớp nha mọi người. Và mình cùng tặng kèm thêm một tại cửa hàng sẽ tặng kèm cho mọi người là một khớp nối nước vào và một đầu lọc rác bằng đồng thau nha mọi người, và hai nối nhanh. Đó. Đây. Trị giá của bốn món đồ mà mình tặng khoảng trên 200.000 rồi đó. Và sản phẩm này của tại cửa hàng Máy Xây Dựng Minh Châu đang bán với giá là 1.800.000. Đây. Đây. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách lắp súng nhé. Đây các bạn áp thế vào đó, xoay qua. Ở đây. Đó. Rất là ok luôn, được bọc bên ngoài một lớp nhựa, vậy bên trong là được làm bằng kim loại nha mọi người. Rồi, đây những thứ này thì như mình đã đó. Đó. Vào đây khớp nối nước vào đó. Các bạn đẩy lúc nào nó cục cái đó vậy là nước, chứ nếu mà không vào hết thì nó sẽ hở, hút nước không được nha mọi người, không có áp. Rồi và bây giờ mình sẽ đi test cho mọi người xem khả năng làm việc của sản phẩm nhé. Đây là cái lọc rác mà bằng đồng thau mà mình nói là sẽ tặng cho mọi người. Đây xài là coi như thiên thu luôn đấy. Vào đây. Sau đó kết nối với cái khớp này, khớp nước vào. Đó. Đây à, ok. Đây, và khởi động máy. Thì các bạn thấy nhìn thấy áp không? Đó, nó đang ở mức 0 nha mình. Rồi và bây giờ mình gắn bình bọc tuyết nhé. Đó.
mình đã test cho các bạn thấy rồi đó. Thấy xịt rửa thì rất là ok đúng không? Đây, mình thích nhất là cái súng này đây, nó rất là đẹp luôn, liền lạc. Và sản phẩm này anh em nào muốn sở hữu thì đến trực tiếp cửa hàng máy xây dựng Minh Châu tại 6/3A mặt tiền đường Tô Ký, ấp Mỹ Huệ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, hoặc gọi điện thoại đặt hàng tại số điện thoại 0909092005 hoặc số tiếp theo là 0944600262. Và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh ở bên dưới video của mình nhé, để cùng mình xem những video tiếp theo. Mình xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.